Xin chào anh em nhé. Hôm nay lại lên Bắc Cạn tìm chó săn đây. Bây giờ tôi lại đến nhà Dần xem lại con chó cái khoang xem là nó đẻ bầy con ấy, giờ con nó lớn chưa. Ôi đây rồi. Thôi thôi giữ lại. Con này mới về đúng không? Có con cọc cái đang đi tơ. Đây là hai con đực tranh nhau. Con này mới mới mua về 10 triệu đấy phải không? Lại muốn cắn nhau mấy con kia đấy, hai con đang tranh cho cái. Hai con này nó cũng không sợ nhau đâu nhỉ? Không sợ đâu, nhưng mà cái con đen của em con đấy không nhiễu đâu. Nó đang canh con. Con đấy nếu mà không có cái đi tơi như này thì nó không bao giờ nó nhiễu một tí nào luôn. Nó đang canh con chó cái của nó. Như bố nó. Con này là con đực đây à? Ừ. Con đực đấy. Thế con này bắt ở đâu vậy? Con này con mẹ nó kia đấy, con mẹ cọc đấy. À con là con cọc kia gì? Ừ, con mẹ cọc luôn, cả mẹ cả bố nó đấy luôn đấy. À bố đây. Ra con khoang đầu thủ giống bố nó lắm. Đây, à, con này cũng bắt đầu đi tơ à? Đấy con này đi rồi, con này chịu được rồi. À thế, thế con nào phối ra? Con này trước á, hay là bây giờ? Bây giờ con này. Con kia nhảy. À bây giờ con bốn mắt kia nhảy gì? Con cái vàng này là con của con khoang kia. Còn con khoang này là con của con cọc bi. À. Con khoang này là con của con cọc vàng kia. Đi, đi vào xem bầy chó con tí xem rồi. Với đâu vậy em? Em vừa đi làm rồi, đi giấy gặp cô ấy mà. À. Nào, bói mẹ mà. Bốn con nhỉ? Bốn con. Con nào giống mẹ nhất? Lông lá này chắc sau này giống mẹ hết. Ừ. Hai mấy con khoang? Không hai. Không được con khoang nào đâu. À. Hai con kia thì nó đúng. Đây là đàn chó con của con khoang đây. Con nào lông cũng hơi dài dài nhỉ? Ừ, con nào lông cũng dài hết, hầu như con nào cũng được dài hết. Mấy được mấy cái nhỉ? Hai được hai cái. Con nào được? Con này được, con kia được. À hai con đốm đen là được. Hai con đốm đen là được. Còn hai con mốc mốc là cái. Bầy này đầu thủ đẹp hơn con mẹ nhiều nhỉ? Vâng, bầy này em còn để hai con đực kia nhảy, hai con đực kia đẹp lắm nhỉ. Bắt gần con mấy con kia đây. Bố nó, bố thì con đẹp lắm. Đây con này đực. Đây, con này lùi ra. Mẹ, ra. Đây, mấy con này tai. À, con kia lên tai rồi nhỉ? Ừ, bắt đầu lên. Một con lên tai rồi. Ừ. Chó này mới được tháng nhiêu ấy? Chưa được anh ạ. Thế à? Chưa được tháng. À, hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? Mấy hôm nay 23. Ừ, 23. 23 thì một tuần nữa. Tuần nữa mới được tháng á? Ừ, một tuần nữa là tròn một tháng. Đứa này cũng 30 mà. Đàn này con cũng mập đấy. Ừ. Đàn này mà hơn đàn trước. Được. Mập hơn là trước. Thôi lần này giữ cho nó cẩn thận tí. Ừ, đấy. Con kia đốm cả đầu đốm đuôi nhá. Con này nhỉ, nhìn ai không? Đầu. Có sọc cả đuôi đây này. Ừ. Con nào hình như là mỗi con này là không đốm đuôi đâu. Ừ. Còn ba con này thì đốm nhẹ, con người này cũng đốm. Bắt ra đây nào, cho xếp hàng đây mà nào. Này cũng đốm đuôi. Cho lên sóng. Đàn này có vẻ là mập hơn mấy đàn trước tại đàn này nó bắt đầu chửi em đã cho nó nghỉ rồi. Đúng rồi, cho đi ít thì nó còn em cho nó đi ít nên là đợt này thấy nó con nó khỏe. Và con mỗi con này thì em lại thích nhất con này. Ờ. Đuôi thì sau này có kia quả đuôi đẹp lắm. Ờ quả đuôi con đấy đôi đuôi bông như mẹ luôn nhỉ. Mà đuôi nó lại đuôi ngắn nữa cơ. Đấy. Ờ đuôi ngắn. Anh nhìn mấy con này đuôi dài không? Này. Cũng không dài mấy đâu. Ừ, nhưng mà nó dài hơn con này này. Ờ con đấy đuôi nó dựng lúc đuôi nào ngắn. Nó đi nó chỉ đi cái là đuôi nó dựng thẳng đứng nhìn nó đẹp không? Ừ, đây là con chị đây. Con chị đấy, con chị đang đi tơ. Con chị vừa mới đang đi tơ. Đang đi tơ, con chị đang đi tơ. Cứ phối cho phối giống giữ cẩn thận mà, không cho phối linh tinh. Con chị này đi chịu khó lắm. À. Em cho đi mấy lần đi chịu khó lắm. Dạ. Chưa gặp hàng đâu nhưng mà chịu khó. Lắm. Dòng giống nó chuẩn. Đấy, gần tháng rồi các bạn ạ. Bầy này thì anh em đặt nhiều lắm rồi đúng không? Bầy này anh em đặt nhiều lắm rồi. Giờ thì biết nhận của ai được cũng khó. Nhận của ai luôn. Anh thấy nhiều lúc mà mình không biết nhận của ai cũng đến lúc nào. Ê, con mẹ nó về này. Con mẹ nó không sợ đâu. Đây. Đấy, khoang trình chiến mấy năm rồi? 2 năm. 2 năm. Mũi thì rất bình thường nhá. Ở con này mũi đẹp hay con này không có gì là đẹp cả. Hôm kia chủ lại vừa mới sang thăm. À. Lâu lắm rồi sang thăm hộ. Ừ. Bà mẹ và 5 đứa con. Trong đó một đứa chị và 4 đứa em. Đấy còn con kia là đang con kia vừa phối con này đúng không? Ừ, đấy con này vừa phối con này. Đang để mai nữa là bắt xích con này. Phối tiếp. Con này. Con đấy nó chuẩn bị khô ấy rồi đấy.
sáng nay thì thấy chưa cho đâu mà thấy bây giờ có hiện tượng là bắt đầu đang chạy theo chó đực ác lắm rồi. Muốn sinh nó lại 1-2 buổi xong là mới cho. Rồi. Rồi được, để hôm nào lên chú để lại quyết định để lại con nào trong 4 con này. Ừ. Thì em đang bảo là không biết để con nào đang ý định để lại hết luôn đấy. Giờ thì cũng khó. Khó mẹ để như này. Để cho anh em thì là anh em lại thắc mắc người được người không thì đúng anh rồi. Em lại thắc mắc. Thôi được, hôm nào cứ gần được bắt thì hôm nào ai lên tính. Thôi anh em nhá, hôm nay lên xăm đàn này thôi. Bây giờ mình đi xem một con chó đực nữa nhá. Anh hôm nay lên muộn nhá. Bây giờ tôi lại sang nhà anh Thành để xem con chó đực đen này các bạn. Con này chắc có được 15 cân không anh? Tầm hơn 14 cân thôi nhỉ. Con này đuôi bông. Con này thì giữ chó này. Bika đầy đủ. Lưỡi đốm nhiều. Tập này đang hăng. Vâng. Con này được 2 tuổi chưa anh? Hơn tuổi á? Hơn 2 tuổi. À thế. Ngực hơi trắng. Mắt đỏ, anh ngắn giữ ngắn xích này. Đây, quay cho mọi người nhìn rõ hơn. Con này thì chân không huyền đề. Chó thì trạng này cũng bình thường, gọi là không to và không nhỏ. Nó tên là gì đấy anh? Đu, đen đen. Đen là đu hết. Con này lưỡi nhỏ và lưỡi đốm nhiều nhé. Đu, đu. Con này săn được những hàng gì đấy anh? Cái cáo với rắn với rùa nữa. À. Con này chắc hàng săn này cũng bình thường chứ chưa phải giỏi lắm đâu đúng không? Nếu mà về hàng cầy thì ấy, nhưng mà hàng rắn thì nó cũng nhỉ. À. Rắn với rùa, chỉ là rùa nhỉ. À. Rúi chơi đâu đúng không anh? Rúi chơi hết. À. Con này rúi thì không cần phải đi tìm người khác chơi đi. Thế à? Cái trên da mang đi đuổi rúi. À, chủ cũ chuyên đi chơi đuổi rúi. Đây nó gặm gặm nó còn rưỡi hết rồi. Con này gặp cây. Con này cái lưỡi bé thế nhé. Lưỡi bé mà lưỡi ngắn. Mũi thì cũng bình thường, không đẹp lắm. Không đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà được cái chân tay nhìn đẹp, khỏe chân tay. Ngực cũng là khá nở. Răng vẫn còn trắng tinh. Răng con này còn non. Chó đen thì trên này cái tên là Đu. Chó đen, ngực trắng. Đó, các bạn. Con này mèo nhà là chơi ác lắm anh. Mèo nhà thì đừng có nghe tiếng kêu cái này, đừng có nhìn thấy là. À. Nhìn thấy là phi vào ngay. Thì hôm đây. Thấy anh gửi cái kêu. Không, em chưa xem. Chưa xem á? Ừ. À, tiếng gửi cho em nhé. Video nó cắn mèo á? Ừ. Tiếng gửi cho em. Em hôm qua em mải đi săn quá em không để ý. Con này chắc khoảng hơn 14 cân này. Ừ, mình cũng dày đấy. Con này dày người, con này bây giờ nó còn dày nữa. Thú nhỏ thì chưa được săn bao giờ. À, thú nhỏ thì săn, nhưng mà thú to thú chưa to, được săn. Hiêu thì săn 1-2 lần nữa. À. Còn lận rừng là chưa gặp. Ừ. Hiêu thì không biết nó có đuổi dai không, hay đuổi nó, tí nó cũng khó. Nói chung là nó chưa đuổi được, lần nào đuổi thì đuổi nhưng chưa. Ừ. Con chó này thì tôi nhìn thân hình nó cũng liền lạc đấy, chân tay nó rất là khỏe. Con này theo như tôi đánh giá để nó đuổi thì nó không phải dạng tốc độ cao, nhưng mà cũng không phải hàng chậm đâu, cũng thuộc dạng khá đấy, khá trong đàn. Vì đẹp từ cái chân tay móng, người khỏe. Anh Thành nói là mèo nhà là phang ngay đấy. Tối hôm qua là phang 2 con à? Hôm qua phang được 2 con.
Bây giờ mình nhắm sục vào bụi cái con này nó phi vào. Anh đang thả chó cho nó đi dạo một chút. Con này thả ra nó đi ác nhỉ? Nó đi thế, đêm nó đi xa lắm con đấy. Dạ. Đêm phải dắt theo xong thấy phát thì mình thả là đủ luôn. À. Còn đêm thả thì không nhìn thấy nó được. Ừ. Vì con chó nó lì mà, nó không sợ thì nó mới đi ác. Còn con chó nó nhát nhát thì nó không được. Đi đêm hay đi xa lắm. Ờ. Qua anh đi vòng đây. Kia nó đang đứng ở bên kia, nó nhìn mình xem đi hướng nào rồi. Con này lúc có đuổi mèo nó sủa mạnh không anh? Đuổi đi đâu sủa đấy. Cái này cho đi săn hàng cây mèo tốt. Còn nếu mà đi săn mèo ở đồng bằng sủa to thì họ lại không đúng bài à. Không, các bạn là mình ở đây thì mèo người ta nuôi xong một thời gian nó lại đi nó thành mèo hoang ấy. Vâng. Thế là đuổi nó chẳng quan tâm rồi mà. Nhà em có con đực vàng bò thế hôm nọ em mua ở trên kia. Mấy hôm về nghĩ là nó không săn mấy. Giờ con mèo này nó đuổi cả buổi trưa, đêm nó cũng đuổi. Con mèo cứ phải lên cái giá hàng nhà dưới nhà kho nhà bếp để nằm không dám xuống đất. Nó vào trong kia. Toàn cỏ gai này, ngại lắm, không phi vào được. Trên này Bắc Cạn thì toàn núi đá là nhiều rồi. Cao lắm. Trên chỗ à, không, hai con chui trong này không nhìn thấy đâu, rậm quá. Vào trong cái lũng này. Nó lại lên núi đá này, nó gặp gì nó săn cho thì còn lâu nó mới xuống. Mà ở đây thì cũng không nhìn được chó. Anh đành đang vào để xem nó như là ở đâu. Thấy nó không anh? Thấy nó không? Lên khe này rồi à? Đấy, phải chờ nó xuống đấy các bạn. Vào trong này giờ thì chịu. Đâu? Ô. Rồi thế chờ nó thôi. Chó này nó đi núi đá cũng ác. Anh Thành đang lên rồi. Cả con cái cũng đi cùng luôn à? Cả hai con vẫn đi cùng nhau à? Ờ. À. Rồi ơi, giờ nó còn trèo lên núi đá này, biết nó đi bao giờ nó mới xuống. Ê, đu, đu, đu. Đu, 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 đu. Gọi con chó cái lên để cho nó thấy con chó cái đi gần chó cái thì nào nó cũng xuống. Thấy nó quay xuống chưa anh? Hả? Thấy nó quay xuống chưa? Chưa, vẫn đi lên đấy. Chưa à? Ôi rồi. Thôi đứng dưới này chờ nó vậy. Giờ nó lên trên này biết đường nào mà theo. Cái tét chó kiểu này là khó chơi rồi. Ờ, hy vọng là vào những chỗ kia, trên kia nó dốc quá nó không đi được, nó lại quay xuống. Ờ. Chó thì nó cũng thích đi ngược mà. Con này không biết săn kỳ đà được không? Không biết kỳ đà thì chưa thấy nói mà, nhưng mà rắn à. Đấy này. Rùa thì. Vâng. Đây nó đi. Đi qua chỗ ấy thì không quăng được. Vâng. Thôi để chờ đi. Gọi nó xem nào. Nó cứ sụp, 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 sụp lên. Vâng, chờ nó lúc vậy. Có một con nào xuống ấy, không biết là con đen hay con vàng, thấy động động cây thôi. Nó lên núi đá nó quen rồi, nhà mà thả cái là nó đi lên rừng, lên núi đá ngay. Chờ xem con nào. À, con vàng ra anh ạ. Con cái vàng. Đây con cái vàng của anh ấy đây. Để con cái ra trước thì hy vọng là tí nữa nó không thấy con cái thì nó sẽ quay xuống.
Anh Thành lại phải vào để tìm gọi nó một lần nữa. Lại gọi con cái này vào nữa đi. Trong này núi đá, cây mấy cỏ, cái loại dây nó mọc nó chùm hết lên đá rồi. Nên là chó nó đi ở trong mình chịu không thể nhìn được. Trừ trường hợp khi nào nó săn cái gì đấy nó sủa lên thì mới biết nó ở đâu. Không thì sao mà biết được. Lần đầu tiên đi tết chó gặp cà này đấy. Chỉ biết là chó lên rừng thôi, còn không biết là nó đi kiểu gì nữa. Nó xuống gần đấy đâu rồi? Đu. Nó xuống gần đến chỗ anh Thành rồi nhưng nó lại chui sang bên này. Sang bên này thì vách đá đứng nó cũng không đi được đâu. Chó này nó đi núi đá quen rồi, nó đi ác. Kia rồi, anh Thành đã gọi được nó ra rồi. Chó này chỉ phù hợp anh em nào mang vào trong rừng sâu thôi nhờ. Đi săn trong rừng rộng ấy. Là đi lên rừng luôn. Không phải tìm xuống đường mà lại tìm lên rừng. Đây là đu nhá anh em nhé. Giờ cho nó về nhà đã. Ba ngọn núi đẹp không? Thời tiết hôm nay cũng rất là sáng. Trời trong xanh. Đấy là đu lại về nhà rồi nhá. Này. Nói chung hôm nay đi tết con chó này là cũng khó đấy các bạn ạ. Nó lên rừng nó đi mất tích luôn, không biết nó đi nào. Mãi nó mới xuống. Con này tướng làm này rất đẹp rồi. Một đường thẳng từ đầu đến đuôi. Rồi vào đàm phán với anh Thành nhau, con này giá cả bao nhiêu nhá. Đó là anh em nào thích. Và con này thì chắc thì phù hợp với anh em nào đi săn ở trong rừng thôi. Đồng bằng khả năng không hợp, nên nó đi ác lắm. Mà con này nó đi núi đá ác. Đúng chất chó bản ấy. Rồi xin chào anh em nhá. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.